dưới ở ở giữa giữa sân khấu á, để nó khỏi bị nè luôn, ngay chính giữa luôn á. Chưa phỏng vấn gì vô rồi. Anh quý vị thấy gương mặt của bé này mình như có quen thuộc không ạ? Dạ, đã từng xuất hiện trên sóng truyền hình của HTV, đặc biệt là chương trình Phần Tử Tương Lai. Một lần nữa cảm ơn con rất là nhiều nha, và chúc con luôn luôn nhiều sức khỏe và hát thiệt là hay nha. Lần sau sẽ trở lại Phú Quốc để tặng bà con nhiều bài hát hay nữa. Một chào tay nữa được không ạ? Rất là duyên dáng, nói chuyện thỏ thẻ, dễ thương. Gái miền Trung là như vậy đó, dân miền Trung, người miền Trung lúc nào cũng vậy. Vâng, và tiếp đến chương trình sau đây sẽ mình gồm đến với một ca khúc mang âm hưởng dân ca, rất não lòng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, khúc Đường Về Miền Trung. Qua phần tiên nhiệm rất là đặc biệt, có một giọng hát trẻ vừa đoạt giải Á Quân cuộc thi tuyệt đỉnh song ca. Một tràng tay với tiếng hát của Văn Hương. Rồi bay về xứ nào?
Cô ơi,
chào cô và chào tất cả quý vị, và liên tục là một ca khúc mà Thanh Vinh cũng cho phát hành trong tháng này, trong một tháng phát hành MV một ca khúc của ca nhạc sĩ Sơn Hà đã tặng Thanh Vinh, Tình Ngược Lối, xin tiếp tục lắng nghe. Nếu quý vị nghe xong ca khúc này thấy hay, có thể lên YouTube sẽ Tình Ngược Lối và Thanh Vinh để ủng hộ cho sản phẩm đầu tay của Thanh Vinh. Xin cảm ơn anh.
Sơn Hà xin được bắt tay chúc tình cảm quý vị ở đảo Phú Quốc rất nhiều. Mong quý vị sẽ ủng hộ những sản phẩm của Thông Vinh trên YouTube. Xin cảm ơn, xin chào. Xong quảng cáo tôi đời. Tại của ta một quảng cáo. Anh cá nghệ sĩ Sơn Hà anh này đã tặng Vinh cho phúc tình được lối. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Mọi người nghe bài này hay không ạ? Hay không ạ? Dành cho một chàng cái tay nè. Đó, bây giờ là khán giả cứ dành một chàng tay lớn 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 ngoài là chương trình hát sẽ sung hơn. Vâng, và để tiếp nối chương trình sau đây Sơn Hà xin trân trọng giới thiệu vị cùng nghe những giai điệu cải lương giọng cổ rất là ngọt ngào qua phần trình diễn của một nữ nghệ sĩ trẻ. Em vừa bước ra cuộc thi mà được khán giả rất là nhiều trong cuộc thi được đến danh ca vọng cổ mùa thứ nhất. Một tràng vỗ tay với tiếng hát nghệ sĩ trẻ Phương Cẩm Ngọc. Rồi, bye bye cả nhà nha.